Đề số 4. Trang 4. Rồi. Ok. Cái khung cái đi. Rồi, theo dõi đề số 4 nè. OF5 tính tổng cộng môn căn bản cộng môn cơ sở hả? Môn căn bản cộng môn cơ sở là tổng cộng. Tổng cộng bằng môn căn bản cộng môn cơ sở. Rồi. Xét lần 1, nếu như C5 mà nhỏ hơn 50 hay, cái từ hay này là từ hoặc á, hoặc tức là O. F5 nhỏ hơn F1 thì ghi là rớt, ngược lại ghi qua vòng 1. C5 nhỏ hơn 50. Như vậy chỗ này sẽ là bằng nếu và có hai điều kiện cùng xảy ra. Được chưa? Hoặc là cái này hoặc là cái kia thì chúng ta dùng hàm O. Nếu C5 mà nhỏ hơn 50 và một điều kiện thứ hai là gì? Gì các bạn? F5 nhỏ hơn F1 thì rớt. F5 là cái gì? F5. À, F1 là điểm chuẩn. Như vậy nếu cái này nhỏ hơn, tức là tổng điểm mà nhỏ hơn điểm chuẩn đó, thì là rớt. Đóng ngoặc lại. Chấm phẩy rớt. Còn không thì chúng ta ghi là qua vòng 1. Ghi như thế nào thì tí nữa ghi như thế nha. Tại vì chữ hoa chữ thường nó sẽ khác nhau đó. Qua vòng 1, hai người đầu và ba người sau là rớt. Các bạn làm dưới đúng không? Xếp thứ tự. Sắp xếp danh sách khối B5 đến G9. B5 đến G9. À, B5 đến G9 thôi, tức là nguyên cái đoạn này thôi. Không sắp mấy trước này nha. Không trắc mấy ô này. B5 đến G9 thôi. Theo thứ tự tăng dần của cột G và giảm dần của cột F và giảm dần cột C. Tăng cột G, giảm cột F, giảm cột C. Rồi các bạn sẽ vô data sort cột G. Cột G là cột gì? Xét lần 1. Tăng. Đúng không? Và tăng cột G và giảm cột F, giảm cột C. Giảm cột F là cột tổng cộng. Giảm là từ lớn đến nhỏ. Và giảm cột C là cột anh văn. Lớn đến nhỏ. Ok, chúng ta chú ý xem thử thứ tự của các bạn này nó có thay đổi không? Có. Thay đổi chỗ Khôi với Nhi đó. Rồi, sau khi sắp xếp xong, chúng ta qua câu tiếp theo. Nếu G5 là rớt thì ghi là F2 cộng 1 chỗ ô H5. Nếu cái G5 này nè mà bằng với rớt thì trả về là H5 cộng 1. H5 là cái gì?
bằng gì? À, điền F2 cộng 1, F2. F2 cộng 1. Còn nếu không thì làm gì? Nếu không phải thế thì chúng ta xét tiếp. Nếu R5 vượt qua vòng 1 và A5 bằng 1 thì điền giá trị là 1. Như vậy chỗ này chúng ta sử dụng hàm if nữa. Và có hai điều kiện cùng xảy ra. Và phép tính, phép toán này là phép toán gì? Và tức là AND, AND. Hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là G5 bằng qua vòng 1. G5 bằng qua vòng 1. Hồi nãy mình viết khoa đó nha. Thì bây giờ mình cũng viết giống y vậy. Qua vòng 1. Và điều kiện thứ hai là A5 bằng 1. A5 bằng 1 thì đó là mới hết hàm AND. Thì gì? Trả về giá trị là 1. Còn không trả về H4 cộng 1. Nếu người này đầu tiên đó thì trả về đầu tiên luôn. Còn không thì lấy cái thằng ở trên H4 cộng 1. Ok. Rồi, bạn này là đầu tiên. Kế xuống thử xem nào. 2 và liều 18, 8. Sai gì? Theo các bạn, sai gì? Chỗ mà số 2 đó là F2 thì cái nào nó cũng so sánh với F2 hết. Cho nên chỗ này phải F4. Còn cái gì F4 nữa con? Chỗ nào? H4 không, H4 nó phải nhảy mới được. Rồi, ok. Này số 1, này số 2, còn lại ba này rớt. Rớt thì là bằng H2 cộng 1, đúng rồi. Cho nên là 2 cộng 1 là 3. Bây giờ biến này thành đậu nữa, biết liền à. Biến này đậu coi. Đậu là gì? Làm sao biết nó đậu? 49 thành 50 đúng không? 50 coi nè. Đó. Qua vòng 1 là nó số 3 luôn. Ok, thằng này 50 luôn đi. Sao không động tĩnh gì hết trơn vậy? Sao nó rớt? Thằng này sao rớt? C8 nhỏ hơn 50 và F8 nhỏ hơn F4. Rồi sai. F4, F4 nhỏ hơn F1. Cố định lại. Nãy mình không cố định gì hết trơn á. Đó, vậy đó mà cũng kêu đúng. Đó. Nãy thầy hỏi là ở dưới làm có giống vậy không mà cũng im lặng luôn. Đây, chỗ này công thức nè. So sánh với F1 là phải cố định chứ. Ok. Đó đây ạ. Đúng rồi. Được hết. Đúng gì chưa? Công thức chỗ này phải cố định vô F4 này lại nè, F1 lại nè. Vì ai cũng so sánh với lại tiệm chuẩn mà. Được không? Rồi, tiếp tục xét lần 2. Nếu H5 nhỏ hơn hoặc bằng F2 thì ghi là đậu, ngược lại thì ghi là rớt. Xét lần 2 ha. Nếu H5 mà nhỏ hơn bằng F2. Nếu H5 là cái gì? H5 mà nhỏ hơn hoặc bằng F2. Đúng rồi, có F4 thì kết quả là đậu.
có cái gì đó không ổn lắm. Còn không thì rớt. Rớt cái nè. Các bạn ở dưới là làm bao nhiêu người đầu, bao nhiêu người rớt? Rồi. Hả? Số người đậu, số là mình sử dụng gì? Đếm. Đếm thì dùng gì? Hàm gì để đếm đây? Khâu. Mặt khâu á chỉ đếm số, còn cái này nó liên quan đến chữ thì chúng ta sử dụng COUNTIF, đếm đếm những ô mà có chữ đậu thôi. Điều kiện là dãy này chấm phẩy, chỗ nào có chữ đậu thì đếm, còn chỗ nào không có là thôi. Thử xem nè, người này tăng lên thành 50 cây, qua vòng 1 được chưa? Đó, điểm đúng không? 80, 60, 45, ok. 89, 34, 95, 45, 89, 34, 95, 45, 6, 8, 8, 4, ok. Hồi nãy người ta bị sắp xếp này nè, đúng không? Sắp xếp đến G, F đến G luôn, sắp xếp G thứ tự tăng dần, giảm cột F, giảm cột C. G thứ tự tăng dần. Rồi, ok.